lại cái cây mà 93 của mình cả nó nó như sau và mình sẽ chỉ cho các bạn một cái thủ thuật nhỏ để trước khi vào bk để mình có một lượng đam nho nhỏ nha lượng đam nho nhỏ để mình kích lên cho đủ cái dòng của mình các bạn thấy phép thật không phép thật là 65 65 triệu nó ở sao âm cải bà nó tại vì mình lên trên hút cái cái phần 61 là nó sẽ âm rồi mình sẽ lên trên đây, lên trên tay cần hai cái đậu xanh ghét này, chưa cái gì chân là ông này đây ta, ông nào đây ta, sẽ coi coi không được, cứ thích đùa, à, thôi ông ở đâu thôi, đi chỗ khác. ổng cứ thích đùa mới có lúc cái đầu ra là ổng quạt cho té ngửa rồi cái um, Margett nó nó chịu bá nó bá lắm nghe mọi người nó bá lắm tại vì cái kêu của ổng như sơ này bị lỗi gì đó ổng muốn làm cha em làm cha quải ông ghê gì đó Rồi hồi tôi kiếm đủ cái lượng kinh nghiệm gần cái tôi lên tôi solo kêu với ông luôn coi sao nha không cho bãi đó thì tôi đi bãi khác chứ có gì đâu và um, đợi một hồi mình thử hết coi nó có lên không nha mọi người. Mọi người thấy là 65 ha. Đợi hồi mình lên mình farm đủ vòi rồi mình sẽ mình sẽ lên mình boost boost cho lên là đủ hình như là 77m thấy chưa? 77m quái. 77m quái và 93m mét. 93m mét BK. Ừ. Hình như là mình nhớ vậy, cũng lâu rồi. Lâu rồi mình không có chơi Nên mình cũng nhớ mang máng thôi mọi người Chứ nhớ không có kỹ nữa Nói chung cài ở server này thì thôi nhé luôn á Nó nhanh mà phê Phải cái server mới mà nó ra được như vậy ha. Ở đây cho mình mà bộ đồ nhân gì thì thôi luôn đi Nguyên cái server là cái như đập máy nghỉ game hết Mới tao server mà nhân gì Rồi ai chơi nữa mọi người Xàm thì thôi luôn á Ờ, ở đây như gì đây nè không farm Đi chui cái đầu lên trên đó thằng bên Magit ông quạt Quải ông thiệt chứ Chưa chân là ông quạt té ngửa rồi Bây, giờ Magit nó ra là Có cây 100 nha mọi người Có cây 100 mét đam Cái giá thị trường bây giờ thì Không biết nhiêu Mà ông ship ông bán là Hình như là 150 á 150 chuyển khoản á 150k chuyển khoản á ai có nhu cầu mua thì liên hệ mình 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 chỉ đường cho mua chứ mình cũng không có bán nha khổ cái lắm khổ rồi hết đây con nào mọi người hết vốn đi buồn rồi mọi người chỉ còn bảy trăm mấy thôi chứ không còn gì nhiều con sói thường thường là ba con sói quánh cái à? bên liên quân á bên liên quân đó, ưa để ba con sói lắm. đang chơi game mu mà nói bên liên quân nhảm không để mình hôm nay mình lên mình hơi coi coi, coi. có bạn nào mà ngang tầm với mình không mình bk thử nha mọi người bk thử coi nó làm sao chắc cũng chẳng có ai mà ngang tầm với mình đâu mình là chỉ là hạt cát trên sao mạc thôi lú lú server này ai cũng đập được hết trơn lên được nhiêu rồi 66 nó đủ điểm đủ đủ điểm kết để là đặt ly vào 400 hay coi mình bút coi lên không nghe mọi người mình bút lên mình làm chắc bút nó lên tại vì đủ level vào 400 rồi là mình bút nó sẽ um, tăng lên nha mọi người mình bút ra uh, cái này là cái um, tăng sát thương nó mình bút cái tăng sát thương lên rồi mình sẽ đi quẩy mình lên Aga nạ a nạ mình là lên chảnh có ai ngang cái tầm của mình không cái tầm của mình cũng cỡ một mét mốt mọi người cái tầm 1m 1 mét mốt thì kiếm anh nào có mét đảo lại thôi đánh đấm được rồi còn kéo nào có mét bảy hai mét thì thôi luôn ở trên mà cú xuống một hồi đấy ha coi má nhìn không ghê luôn á đứng đây mà quánh mà farm như vậy thì nó sướng còn hơn là cái chữ sướng nữa cần về phải phải chui với nhau tranh với nhau mà đi farm của quánh lộn ì đùng mọi người nó chỉ việc ở đây thôi ở đây rồi mình farm xong rồi mình đủ liver 400 nè nó mình ngưng lại ai trước khi bút là các bạn bỏ cái cây xuống bỏ cái xuống các bạn bút lên bút của hiện dấu chấm nó lên rồi mang cây lên lại lên 72 quá đã luôn như vậy là mình đã bút lên rồi là mình sẽ bay lên trên đây mình bay lên trên đây xong thì mình chèm bẹp luôn đấy đấy thấy chưa hai lúa về làng cái gì vậy ông chưa cho ông lên trên đây là ông ông cho ông cho chèm bẹp rồi à. rồi ông này ông nào nữa tô Cuda <laughs> nhân vật quyền thoại luôn mọi người nhân vật quyền thoại luôn á ấy 112 m kìa, 112 m là làm sao mà ngang tầm được. Tôi có 94 mà ba. Thấy skill kêu nó bị lỗi không mọi người? Mình ở đây mình quánh nó không tới mà ở đây mà quánh mình lại tới. Quải không? ha <laughs> <laughs> Cụ Tô Kuda nữa Ở đâu mà ra Tô Kuda rồi thêm cụ Tô Kuda nó rồi Rồi ai chơi không 93 nghe mọi người Đúng 93 mét đam luôn nha Mà cái HP của mình ít quá mọi người HP ít quá à. HP mình chỉ có tỷ ba thôi Nếu mà HP của mình mà tầm một tỷ mấy 2 tỷ ha Thì thôi luôn Sướng Sướng ghê luôn á um, Cái này là chỉ đeo cho đẹp thôi nha mọi người Mình sẽ kiếm Một cái set làm uh, Các bạn phối cái cây này Và các bạn phối thêm một cái set Chưa, Để vào chỉ cho các bạn Châu xanh này cũng được ha mọi người Châu xanh này nè châu xanh này cũng được còn không thôi thì các bạn uh, Suppler súp ừ, lơ phải rồi phải rồi cái súp lơ không phải không phải xe này của Deadkin cái súp đó mọi người đây xét súp này đây các bạn phói xe này sẽ lên được một tỷ chín nha cái này là cụ tô của đa quá mạnh rồi mọi người cụ quyền thụ rồi quyền thụ rồi một chấp bốn chấp năm rồi. còn bên đây là bên đây là ai đây thôi ghê xét thôi xét đi ông tay đôi đi cái vụ gì cái, cái, cái vụ gì mà quánh ổng rồi mình xỉu ta chán rồi giờ này bút không lên nè mọi người giờ này nó bị cồn cồn này bóp hết lên này bóp lên là lên lại lên này, lên là lên là lên nóc nhà nó lên nóc nhà lên nóc nhà quay sao mình đẻo tiếp 93 m quá ư là tuyệt vời luôn đúng 93 m luôn nó cái đó là một cái thủ thuật để cho các bạn đi nha nó nhân hai đam con nó lên tới 96 m mét luôn mọi người không biết ủa nó không, không không phải nhân hai chơi gì ai chơi không trăm mười ba chơi gì ai chơi trăm mười hai trăm mười ba mình chỉ có 93 thôi mà ổng lên trăm mười ba tức quá đi giờ đây quanh gồng cái ra đậu xanh cản đường và các bạn phối một cây như vậy một cây như vậy mình mình sẽ chỉ cho các bạn luôn cái đậu xanh quên nó là mình bên đây là mình xài cái phiên bản của yêu iow rồi mình không có chỉ được cái phần trăm win có đó khấm thiệt chứ mình chừng nữa mình sẽ có cái thông tin cho các bạn sau ha những bạn nào mà muốn ghép cái cây này thì hỏi mình mà chưa ghép inbox của mình đây rồi mình sẽ cho các bạn biết là cái cây này là cái cái tỷ lệ nó là bao nhiêu bao nhiêu mình sẽ chỉ cho các bạn ha còn xét đồ này là chỉ cho đẹp thôi nha mọi người chứ không có phả không có châu được nha châu thì nó chỉ có hai xếp đồ cái xếp châu xanh và cái xếp súp lơ nha hai xếp đó là các bạn sẽ mặc vô rất là châu rất là máu rất là đã luôn á họ vô đây quánh con quái này cái nữa là tắt ra Đó, cản đường ông hả mày? Đúng 72 m, 72 m quái và 93 m BK nha mọi người. Và cái um, video của mình đến đây sẽ kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.